Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc các tỉnh Nam Trung Lào, cũng trong chiều qua ngày 5 tháng 7, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng với doanh nghiệp các tỉnh Nam Trung Lào. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Cha Pa Sắc Sổm Buôn Hương Vong Xã đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng với doanh nghiệp tại các tỉnh Nam Trung Lào là một sự kiện quan trọng bên lề hoạt động ký kết biên bản hợp tác giữa các sở công thương. Một minh chứng cụ thể cho việc kết nối hợp tác giữa Sở Công Thương Đà Nẵng và Sở Công Thương các tỉnh Nam Trung Lào nhằm bước đầu thực hiện hóa mục tiêu hợp tác nêu trên. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh tin tưởng rằng chuyến công tác của đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Đà Nẵng đến 5 tỉnh Nam Trung Lào lần này cùng với sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng và các địa phương Lào tại hội nghị kết nối giao thương sẽ mang đến nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các cơ quan chính quyền tỉnh, thành phố, giữa doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng và doanh nghiệp tại các tỉnh Nam Trung Lào trong thời gian đến. Tại hội nghị, phía thành phố Đà Nẵng có 14 doanh nghiệp tham gia giới thiệu các lĩnh vực nông sản, hải sản khô, công nghệ thông tin, dược phẩm.